Nhìn nguyên cái mẹt gà đồ nướng này thì làm sao mà cưỡng lại được hả trời Nhiều khi thèm quá mình cũng ráng chạy xuống dưới gọi dắp để mình ăn cho bằng được Kiểu mỗi nơi sẽ có một công thức sốt đặc biệt riêng mà mình thích ăn của cái anh này Tại vì ảnh nướng rất là đặc biệt và đậm đà Có nhiều loại đồ nướng nhưng mình vẫn mê nhất là chân gà, cánh gà và mề gà Nhìn những cây xiên quay 360 đợi trên cái ngọn lửa hồng như thế này thì nói làm sao mà không giòn đều cho được Mình đi hai người nên mình kêu ảnh làm thành nguyên một cái mẹt để chụp hình tự sướng cho nó đã Thường thì mình đặt online ảnh mình ăn không mà nhưng hôm nay thì mình xiên mình xuống tới tận nơi mình ăn luôn Ngoài ra còn món chân gà sốt thái trộn với cốc trời nhìn thôi đã muốn tứa nước miếng luôn rồi về độ chua ngọt thì mọi người nói anh chủ điều chỉnh lại nha tùy theo khẩu vị của mỗi người một dĩa chân gà rút xương sốt thái này mất 80 mươi cành chân gà luộc kỹ vừa chín tới trộn chung với lại cốc ăn rất là giòn giòn và sực sực chưa kể nước sốt rất là nhiều nên thành ra mọi thứ ăn rất là thấm và đậm vị tiếp theo là mẹt đồ nướng gà kèm với rau củ thì tùy theo mọi người ăn kêu order bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu thôi tao nó mới nướng xong đem ra cái mùi thơm phức à đầu tiên mình sẽ ăn xiên mè gà thì cái này mất ba mươi cành một xiên ăn rất là dai giòn sực sực mà không bị khô tiếp theo sẽ là chân gà nướng ta xé cái chân gà gà đã cái da nó giòn xốp ở là xốp chấm cùng với muối ăn xin là đúng bài luôn một cặp chân là mất 16 cặp và cuối cùng là cái cánh gà kèm luôn cái đùi tỏi là 40.000 một cặp thịt gà mềm thơm ướp rất là đậm đà mà phải công nhận là mấy cái nước sốt chấm ở đây của ảnh ấy làm rất là ngon luôn ăn rất là bắt miệng cái này mà buồn buồn tối tối đi nhâm nhi ăn vặt cái bạn bè là còn gì bằng nữa cảm ơn mọi người đã xem video này hẹn mọi người clip sau nha bye bye